À được 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 rồi cả nhà ơi. Quay leo lên lầu quay cho cả nhà xem nha cái ngọn núi này nha. Ngọn núi là cái này kêu bằng hang sửng sốt, mà sửng sốt thiệt chứ. Cho nói là gấu mẹ không thể leo nổi núi cho nên là bò về về lại đi chỗ khác. Đây cho mọi người coi xem núi núi đây cả nhà ơi. Con gái mình nó vô trong trong tàu nó nằm nữa rồi. Không, nó vô vệ sinh á. Đấy. Này. Mình không có leo núi nổi nghe cả nhà. Đây cái ngọn núi nó cao cửa này nè cả nhà ơi. Không có leo nổi, nó cao dữ lắm luôn. Cho nên là mình lên thuyền lại rồi. Lên thuyền mình quay đi mình đi chỗ khác chơi rồi. Hết hết đi nữa, đi, hết đi Ninh Bình luôn. Đây ngọn núi này cả nhà, lên tới trên đây nè. Quay cho ngay cả nhà xem đây. Chị, leo rồi đi ra tới đây nè. Hàng chi mà kêu là bằng sần sửng sốt. Không ngồi vậy. Thấy mấy bà già kia cũng đi giỏi quá trời mà. Cao dễ sợ không cả nhà? Họ có sức khỏe của mình. Không có, tao đi cầu thang dở lắm. Đi một chút xíu là đứng thở. Thở không có nổi. Tức là tàu đã tới chỗ hang sửng sốt rồi nhưng mà chị em nhà gấu không thể leo tàu leo lên núi nổi, lên trên cái gì đó. Hang sửng sốt nổi cho nên là không leo. Lát sẽ đi chỗ khác chơi tiếp. Đi lên tàu ngồi ta. Quay xuống cho mọi người xem được à. Trên này rất, bữa nay khí hậu rất là tốt nha. Đây. Đây cái hang này nè mà người ta lên rồi nè. Lên chưa? Đẹp không cả nhà? Ê, kết nối chậm rồi. Đây. Bữa hôm đi lên đỉnh Sapa đi cũng không nổi, cuối cùng đi mua sắm thôi. Bây giờ đi về lại đây. Chú ý là nhìn mấy ngọn núi này giống như ngày xưa mình học á. Hai ngọn núi này đây. Bữa nay trời âm u á, cho nên là không có nhìn thấy rõ. Ngọn núi này đây.